Chào anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh Khanh Xe Tải của mình. Hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Khanh nha. Thì hôm nay Khanh xin được phép giới thiệu cho anh em một chiếc xe, đó là chiếc IZ65 của nhà máy Đô Thành. IZ65 có tải trọng là 3,5 tấn. Thì cái dòng IZ65 này á là nó có 3 tải trọng nha anh em, 1,9 tấn, 2,3 tấn và 3,5 tấn. Anh em nào muốn lấy tải trọng nào thì alo cho Khanh, Khanh sẽ làm hồ sơ cho anh em luôn nha. Cái xe này vừa bấm biển số về và chuẩn bị vệ sinh và bàn giao cho khách hàng nha anh em. Khách hàng ở Đồng Tháp báo về tới công ty của Khanh luôn. Đó nên là Khanh quay video Khanh giới thiệu cho anh em luôn. Đó, xe rất là đẹp nha. Cái dòng IZ65 này được anh em Đồng Tháp ủng hộ rất là nhiều nha anh em. Anh em nào nếu mà có đi lên tỉnh Đồng Tháp thì toàn chạy IZ65 thôi, chạy xe Đô Thành thôi. Đó, cái dòng xe này rất là chất lượng. Thì cái dòng Đô Thành này nó có chủ yếu có hai dòng là IZ49 và IZ65. Nhưng mà cái dòng IZ49 á thì nó xảy ra nhiều cái lỗi hơn là IZ65, nên là hiện nay IZ65 là bán rất là nhiều và giá cả rất là hợp lý nha. Một thương hiệu xe Việt Nam IZ Đô Thành. Đó, IZ65 của nhà máy Đô Thành. Máy con này là máy Isuzu nha. IZ65 trang bị là máy Isuzu. Đó, đây khung gầm của xe nè. Xe trang bị nhíp và phuộc luôn. Anh em nào mua con xe IZ65 thì đưa trước cho Khanh khoảng tầm 90 triệu, 80 đến 90 triệu là có thể là đem xe về chạy nha. Chúng được Khanh sẽ báo giá luôn con xe này bao nhiêu tiền nha anh em. Xe rất đẹp, xe xài lớp DRC của Đà Nẵng, xài lớp 7 nha anh em, 7-16. Đó, lớp rất là ok. Xe này thùng thùng mui bạc, thùng dài 4.3 ha. Đó, vách đóng mình đóng 3 vách nha, vách inox luôn. Khung gầm của xe rất là chắc chắn nha. Dòng xe này chạy rất là bền nha, máy Isuzu, máy 2.7 nha anh em. Đó, giờ mình sẽ lên phần bên trong nội thất mình xem bên trong nội thất có gì nha. Thì cái dòng IZ65 này trang bị chúng ta là kính chỉnh điện luôn, nên anh em rất là tiện lợi cho anh em kính chỉnh điện. Chỗ này chúng ta có cái hộp để nước nha, để nước mà khi mà uống thì mình để vô đây cho đỡ mà chảy ra ngoài, chứ nhiều xe thì nó để ngay chỗ đài FM thì nó hay bị chảy nước ra ngoài về hư cái đài FM nha anh em. Đó, bây giờ lên xe mình sẽ nổ máy luôn cho anh em nha. Đó, mình đã nổ máy rồi, xe nổ tiếng rất là êm. Thì máy là máy Isuzu mà rất là êm. Đây, đồng hồ xe là xe chạy được 432 km, tại vì đi cả về lên Đồng Tháp bán biển số về thì tầm nhiêu đây km nha anh em. Đó, xe rất đẹp, đồng hồ rất đẹp. Trang bị xe IZ Đô Thành IZ65 này trang bị chúng ta là máy lạnh, đài FM, radio, jack cắm USB. Và đặc biệt là xe Đô Thành này trang bị sẵn xe nhà máy tặng chúng ta là cái định vị luôn nha, hộp đen luôn. Đây là hộp số xe, xài 5 tiếng một lùi, động cơ Isuzu nha. Ghế này ghế da. Đó, ghế này xài rất là bền. Hiện tại con giá xe này bên mình nếu mà bán lăn bánh luôn tầm khoảng 4.2 nha anh em, lăn bánh luôn. Đó, giao về nhà khách hàng luôn 4.2. Hoặc anh em nào muốn biết chính xác hơn nữa thì cứ alo Khanh. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video của Khanh. Xin chào và hẹn lại anh em ở video tiếp theo.